Mở rộng điều tra vụ án băng nhóm xã hội đen đường nhuệ, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Sở Tư pháp và Trưởng phòng Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường cùng hai thuộc cấp vì liên quan đến những sai phạm trong đấu giá đất. Nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý đấu giá đất tại Thái Bình đã bộc lộ. Ngày 2 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, hủy công nhận chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình. Kèm theo quyết định này, đơn vị trúng đấu giá đất bị sung công quỹ số tiền 44,9 tỷ đồng, tiền đặt cọc đấu giá, bị cơ quan điều tra công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Theo đó, dự án có quy mô 71.285 m2, hơn 7,1 ha, nằm ở vị trí đất vàng của tỉnh. Dự án cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 3 km, gần với quảng trường Thái Bình rộng hàng trăm ha, nằm tiếp giáp 3 mặt tiền, trong đó có 2 tuyến đường huyết mạch là quốc lộ 10 và đường Võ Nguyên Giáp mới mở, đi qua phường Hoàng Diệu và xã Đông Mỹ. Ngoài ra, việc Thái Bình đang gấp rút hoàn tất quy hoạch 1/500 để di chuyển trung tâm hành chính tỉnh về phường Hoàng Diệu liền kề với dự án nhà ở xã Đông Mỹ càng tăng thêm tính chất đắc địa của dự án. Trong đó, diện tích đất ở là 29.878 m2, gồm 132 lô liền kề, 90 lô biệt thự, nhà vườn, đất nhà ở xã hội là 9.240 m2, còn lại là đất cây xanh, đường nội bộ và trường học. Khu này trước đây là đất nông nghiệp, được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với giá tiền đền bù hơn 68 triệu đồng một sào. Ngày 26 tháng 7 năm 2019, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản thuộc Sở Tư pháp tổ chức đấu giá có 23 trên 25 hồ sơ đăng ký tham gia đủ tiêu chuẩn. Đơn vị tham gia đấu giá nộp số tiền cọc là 44,9 tỷ đồng, tương đương 20% tổng giá trị dự án. Mức giá khởi điểm là hơn 7,5 triệu đồng một mét vuông. Công ty Bảo Ngọc trúng đấu giá với mức 13,58 triệu đồng một mét vuông. Ngày 7 tháng 8 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng ký quyết định công nhận kết quả đấu giá. Chủ đầu tư thực hiện dự án là công ty Bảo Ngọc. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít lâu, doanh nghiệp này chủ động xin được hủy kết quả trúng đấu giá, chấp nhận 44,9 tỷ đồng tiền đặt cọc. Ngày 2 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình ra quyết định hủy kết quả đấu giá, hủy công nhận chủ đầu tư thực hiện dự án đối với công ty Bảo Ngọc. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Thủy, sinh năm 1978, trưởng phòng khách hàng cá nhân của chi nhánh một ngân hàng tại Thái Bình. Nguyễn Thị Hải Hoàn, sinh năm 1990, cán bộ ngân hàng tại Thái Bình về hành vi giả mạo trong công tác. Điều tra ban đầu, Thủy và Hoàn đã sửa chữa nâng khống số dư tài khoản tiền gửi tại ngân hàng để công ty Bảo Ngọc đủ điều kiện năng lực tài chính tham dự đấu thầu. Công ty Bảo Ngọc có trụ sở tại khu đô thị Trần Lãm, thành phố Thái Bình do bà Phạm Thị Liễu đại diện pháp luật, giám đốc là ông Trần Hữu Huân. Theo giấy phép kinh doanh, công ty này hoạt động từ ngày 26 tháng 4 năm 2019 với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng. Ngay trước và sau phiên đấu giá, công ty Bảo Ngọc có sự thay đổi về nhân sự. Ông Huân giữ chức tổng giám đốc thay bà Liễu. Ông Phạm Trường Nam là chủ tịch hội đồng quản trị. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Trường Nam, Trần Hữu Huân về hành vi làm giả hồ sơ đấu giá đất. Do không đủ tài chính, công ty Bảo Ngọc đứng ra huy động để có đủ số tiền cọc 44,9 tỷ đồng dưới dạng cùng hùn vốn đầu tư ăn chia lợi nhuận. Ngoài ra, Nam và Huân cấu kết với cán bộ ngân hàng kê khống số dư trong tài khoản doanh nghiệp để được tham gia đấu giá. Những cổ đông góp vốn với Huân và Nam gồm ông Nguyễn Như Ca, công ty Lam Sơn 20%, ông Nguyễn Huy Tê 40% và ông Phạm Văn B 10%. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau khi trúng đấu giá, nếu không nộp đủ số tiền dự án trong thời hạn 30 ngày, sẽ bị hủy kết quả đấu giá, bị tịch thu tiền đặt cọc sung kho bạc nhà nước. Không đủ tiền để nộp đúng thời hạn, công ty Bảo Ngọc bị hủy kết quả đấu giá, bị tịch thu số tiền 44,9 tỷ đồng. Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cho biết, Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở cung cấp thông tin liên quan tới việc đấu giá dự án đất Đông Mỹ, trong đó có vai trò của Giám đốc Trung tâm Đấu giá Phạm Văn Hiệp vừa bị bắt giữ.